Xin chào các bạn. Trong bài học số 9, chúng ta đã học về số chỉ nhịp. Ở bài học số 10 này, vấn đề nhạc lý cơ bản, chúng ta tìm hiểu về các loại nhịp. Người ta thường phân chia nhịp thành các loại sau. Thứ nhất là nhịp đơn. Nhịp đơn là nhịp có một trọng âm, tức là có một phách mạnh nằm ở đầu ô nhịp. Ví dụ, nhịp 22, nhịp 24, 34 và 38, trọng âm đều nằm ở đầu ô nhịp. Thứ hai là nhịp kép. Nhịp kép là nhịp có từ hai trọng âm, tức là hai phách mạnh trở lên trong một ô nhịp. Ví dụ nhịp 44 gồm có hai trọng âm, phách mạnh ở phách thứ nhất và phách thứ ba. Khi sướng âm, đàn hoặc hát, chúng ta nhấn vào những trọng âm 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Nhịp 64 cũng gồm có hai trọng âm, nhưng ở phách thứ nhất và phách thứ tư. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nhịp 68 cũng tương tự như vậy, trọng âm ở phách thứ nhất và phách thứ tư. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Còn nhịp 98 gồm có 3 trọng âm, phách mạnh ở phách thứ nhất, phách thứ tư và phách thứ bảy. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Thứ ba là nhịp biến đổi. Là khi đoạn nhạc nào đó trong tác phẩm sử dụng từ hai loại nhịp trở lên theo chu kỳ đều đặn hoặc không theo chu kỳ. Nếu nhịp biến đổi theo chu kỳ thì sẽ được ghi bằng hai số chỉ nhịp ở đầu đoạn nhạc theo trật tự tiếp nối các loại nhịp trong mỗi chu kỳ. Ví dụ, đây là nhịp biến đổi theo chu kỳ, tức là một ô nhịp sẽ là nhịp 24, rồi một ô nhịp sẽ là 34. Hoặc là một nhóm ô nhịp sẽ là 24, rồi một nhóm sau sẽ là 34 theo chu kỳ đều đặn. Còn nhịp biến đổi không theo chu kỳ, thì số chỉ nhịp mới sẽ được đặt ngay ở trước ô nhịp cần thay đổi. Ví dụ ở đây là nhịp 24, rồi thêm một ô, rồi bước sang nhịp 34, cách 2 ô lại thêm nhịp 64. Cuối cùng là loại nhịp hỗn hợp. Đây là sự kết hợp của các nhịp đơn khác nhau trong một nhịp. Ví dụ, nhịp 5-4 là sự kết hợp giữa nhịp 2-4 và nhịp 3-4 trong một ô nhịp. Trọng âm ở đầu mỗi nhịp. 1-2-3-4-5, 1-2-3-4-5. Hay nhịp 7-4 gồm có 3 trọng âm là do sự kết hợp giữa hai lần nhịp 2-4 và một lần nhịp 3-4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Đó là phần lý thuyết của bài học hôm nay. Sang phần thứ hai, xướng âm thực hành. Trong bài học này, chúng ta cũng tiếp tục xướng âm giọng son trưởng và nhịp 3-4, nhưng là 3-4 hoa mỹ. Thông thường với tiết tấu, nốt đen chấm dôi và các nốt móc đơn. Bây giờ mời các bạn xướng âm thực hành. Bài học thực hành xướng âm thứ nhất này, chúng ta xướng âm ở giọng son trưởng nhịp 3-4 với phách mạnh ở đầu mỗi ô nhịp. Bây giờ mời các bạn nghe xướng âm trước một lần. 1, 2, 3, vào. Si, si, do, re, son, si, son, re. Re son si la, son son la si do re. Son son do do, do do mi mi. Re fa son la, la la do si la son fa son. Bây giờ mời các bạn xướng âm cùng. 1, 2, 3, vào.
si si do re re son si la son son la si do re son son do 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 mi mi re fa son la 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 do si la son fa son. Bây giờ mời các bạn xướng âm chung với tiếng đàn. 1 2 3 vào. Bài xướng âm thực hành thứ hai này chúng ta gặp tiết tấu, nốt đen, chấm dôi và các nốt móc đơn. Các ô nhịp diễn tiến đều đặn. Bây giờ mời các bạn nghe xướng âm trước một lần. Một, hai, ba, vào. Son, 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 si, re, la la do fa re son la si re re si do re si si re son si la son mi son fa son la si son do si la re fa la son. Bây giờ mời các bạn xướng âm cùng. 1 2 3 vào. Son 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 si re la la do fa re son la si re re si do re si si re son si la son mi son fa son la si son do si la re fa la son. Bây giờ mời các bạn xướng âm cùng với tiếng đàn. 1 2 3 vào. Bài thực hành xướng âm thứ ba này cũng ở giọng son trưởng, nhịp đơn 3-4. Bây giờ mời các bạn nghe xướng âm trước một lần. 1 2 3 vào. Son son re son si do si la la si si re si 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 la do 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 si la la si do re si 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 la son 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 do do si la son. Bây giờ mời các bạn xướng âm cùng. 1
hai ba vào. Son son re son si do si la la si si re si 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 la do 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 si la si la la si do re si 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 la son 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 do do si la la si la son. Bây giờ mời các bạn xướng âm cùng với tiếng đàn. 1 2 3 vào. 7. Bài học của chúng ta hôm nay đã xong. Mong các bạn dành nhiều thời gian ôn luyện ở nhà để nắm chắc phần lý thuyết và vững trong việc xướng âm. Xin chúc các bạn thành công và hẹn gặp trong bài tới.